cái đầu quay này không biết sao. Giữa bắt xanh hồng dương. Ủa cái cọng dây sơn thẳng rồi kìa. Thấy không? Dạ. Ở chung có Phú Hạnh không? Sao nó quay lên trên cao rồi. Ở chung có Phú Hạnh chỗ nào vậy ta? À, bên đây nè, bên tay phải nè. Bên đây nè, bên đây nè. Chú Phú Thành là bên đây nè. Kìa. Thấy không? Dạ thấy. Đó ừ. Ý, như vườn thác kìa ba. Đó là kinh dị, tàu đường siêu tốc kìa. Ừ. Chị thầy không chỉ học kỹ không luôn. Cái gì dịch mẹ bắt tay cũng không. Anh thẻ. Anh thẻ. Cần học cái từ đó. Nè bên đây nè, nhìn bên đây nè. Bên đây rộng hơn nè. Ủa? Không, chị thích nhìn cao quá mà mẹ ngồi dưới kìa thấy luôn. Đâu? Đó. Ừ. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ thấy không mẹ? Mày đi đốt chai nước rồi. Ba chung cư của mình kìa. Đâu? Kìa. Còn ở chung cư Phú Thạnh luôn. Chắc mẹ không thấy đâu. Mẹ không biết, mẹ không biết mình ở cái lồng nào luôn. Không biết mình ở cabin nào luôn. Cabin này nè ba. Ba tưởng bà già hả? Thì bà già chứ bà trẻ đâu. Ba, ba chụp đi, ba chụp cơm cơm mình đi. Đó, mà đang quay đó, mà đang quay nè. Thấy rồi. Rồi, thấy rồi, thấy rồi. Ba chỉ quay được cái cơm cơm Phú Hạnh của mình ạ. Bây giờ mẹ đang ở đây. Chẳng quá. Thôi, hết một vòng chưa? Lên tới đỉnh chưa? Dạ rồi. Mình đã cao nhất chưa? Dạ. Mình đã đỉnh cao nhất chưa? Dạ rồi. Ủa, thấy cabin kia luôn rồi. Đó cái chỗ là cái chỗ bắn pháo bông đó. Chỗ cái vàng đó là chỗ bắn pháo bông đó, chỗ cầu Cũ Khúc á. Cái màu xanh xanh đó. Nhưng mà bây giờ mình ngắm nhà mình cũng được rồi ba ơi. Ừ. Ba. Ừ. Đường Hồng Vương, ố vai đường Hồng Bàng kìa, đằng kia. À. Hả? Từ đây đến đường Hồng Bàng xa quá. Trời xa. Con nhìn vào đâu mà không biết cái đường mà. Vào nhà BTS con. Tại vì con ở ngoài này BTS con. Con nhìn thấy cái bắt không phải bắt xanh mà là cái gì á. Cái nhà đó. Cái nhà Plaza. Còn cái đường kia là cái đường 3-2. Cái đường Lâm nhìn thấy cái đường có nhiều cây rồi. Bây giờ đang xuống. Ba, cái này không biết mà bị cúp điện thì sao? Ở trên này chứ sao? Cúp điện trên này người ta lấy tay người ta quay. Ừ. Người ta quay cho xuống. Quay. Ừ. Mà người ta quay có nổi không? Nổi chứ. Sao mà nổi được? Ba túi đằng kia đường chân trời rồi. Ừ. Tại vì tôi đằng kia có núi. Bây giờ hóa thấy chung cư của mình rồi. Mình đổi qua chiều khác rồi. Mình đang trên đường đi xuống nè. Đó, ngắm đi, mình đang đi xuống rồi đó. Lên đèn rồi đó, lên đèn rồi đó. Mẹ ơi! Nằm xe lên đèn rồi đó. Màu vàng chứ màu hồng đâu, ở trong này màu hồng, ở ngoài màu vàng. Màu vàng lộn. Mà nhiều cái màu vàng lắm, chứ phải một cái màu vàng đâu, biết được cái nào. Cái màu vàng đang xuống. Con phải có cái đèn hay là cái gì, con đèn pin hay là cái gương gì con chiếu phản xạ xuống mẹ mới dòm mẹ mới thấy được. Mẹ thấy rồi kìa. Có cái gì phản quang không? Mẹ thấy rồi. À.
giờ thấy lâu đài ma. Lâu đài ma ở đâu? Coi lâu đài ma á. Ghê quá vậy? Coi đó đâu có nằm trong khu vực. Lâu đài cổ tích người ta đó, lâu đài ma. Coi nhưng mà cái đó là đâu có nằm trong khu vực Nam Sang đâu. Nằm trong cái khu B đó. Cái chỗ mà có lưới đó là cái vườn thú đó. Không biết cái sáu chỗ nào. Không có lâu đài kìa. Thấy hai là mô lâu rồi. Đi ơi. Mẹ ơi. Mẹ đi ra cái màu hồng đi. Đất kìa. Tè nào? Tè. Có tè gì? Đó tè hồng quân gì? Đó tè đường mắt thái hai. Phú thọ. Em rất thích đi đu quay đứng. Rồi tới cành cây rồi. Rồi thì còn thấy về nhà. Em rất thích đi bằng năng quay. Bằng năng quay. Sắp xuống bãi dưới rồi mẹ ơi. Dục bây giờ. Thằng khác. Anh kia nói ông tình lắm. Chứ lá nhà là đá. Đi thằng kia. Em cứ thích đi đu quay đứng mô tô gai. Em cứ thích đi thằng tô gai là gì? Mẹ ơi. Mẹ tịch thu phải màu hồng. Bên phải màu hồng. Bên trái màu hồng. Màu vàng với màu hồng đó. Màu vàng. Màu xanh. Của mình là màu xanh mà. Anh đã cái lỗ tàn. Bên trái màu vàng. Bên trái màu xanh. Vàng. Xanh. Vàng. Thiệt. Rồi sắp tới rồi đó. Nhìn thấy rồi kìa. Bên tay trái của mẹ. Màu vàng. Nhưng mà tới thì xuống có một chỗ một mà.